Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Xuân về bàn thiên cờ giáp thìn do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Xuân về bói quẻ đầu năm coi vận mạng nhân loại trong năm rồng giáp thìn như thế nào. Ngày 26 tháng chạp âm lịch vừa rồi, nhân dịp điện đàm, Đức Thầy Bận Sĩ Vô Danh có gợi ý cho kỳ vân biết tình hình năm giáp thìn. Chữ giáp nghĩa là giáp mặt, giáp chiến, giáp trận, và chữ thiên nghĩa là rồng bay tung mây gây ra bão dòng sóng thần và đồng thời bão lửa hừng hực thiêu đốt trần gian lý thiên cơ là năm giáp thịnh 2024 hai cường quốc chủ chốt là mỹ và iran sẽ giáp mặt giáp trận giáp chiến đánh nhau ác liệt khiến cả vùng trung đông chìm trong khói lửa mịt mù như là rồng phun nước làm ra dông bão sập nhà sập cửa hay rồng phun lửa nóng hực đốt cháy rừng núi phố lầu sụp đổ tàn hoang vậy là năm giáp thìn không hiện điềm dữ sẽ xảy ra chiến tranh trung đông bùng nổ dữ dội các giếng dầu tê liệt đường giao thông biển đỏ tắc nghẹn đói khát tràn lan người chết ngổ ngang không kịp chôn mùi tử khí bay ngút trời quẻ thiên cơ năm giáp thìn 2024 khế hợp với những dòng thơ sau đây giáp thìn xuân đến có vui không thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng binh lửa phủ trùm miền hạ giới chiến trình tràn ngập khắp trung đông Gaza tai nát sụp phố lầu Cảnh tượng điêu tàn cuộc bệ dâu Kẻ chết chôn vùi trong đổ nát Người sống lang thang biết về đâu Về đâu binh lửa vẫn lan tràn Khắp cả bầu trời phủ màu tan Mỹ quốc dẫn đầu hô lâm trận Iran tuyên chiến chẳng đầu hàng Hamas ẩn sâu dưới đường hầm Kháng chiến đến cùng hạ quyết tâm Do Thái ham hề tiêu diệt tận Chiến binh Hồi giáo đến ngàn năm Động đắng ngựa dê sẽ ra sao? Kinh sớm tiên trị độ máu đào. Nhân loại còn vay bao nghiệp chướng, trả xong nợ thế mới được nào? Trả xong nợ thế mới được nào? Dậu về gà gáy hết khổ lao. Di lạc hạ phàm ngày cứu thế. Thử ngưng hội phục lại thành cào Thầy báo thiên cơ năm giáp thìn. Khuyên trò gìn giữ trọn niềm tin. Tự bi chay lạc lòng nhân ái, nguyện phát tâm từ không sát sinh. Mới động lòng từ thương chúng sanh, bố thí vơi đi nghiệp chẳng lành. Tự bao đời kiếp vay phải trả, trả xong nợ nghiệp phước dùm dành, dụm dành phước đức kể từ đây. Bố thí trị chay vẹn mặt mày, tu hành tinh tấn về cõi Phật, sẽ thấy Tây Phương đẹp lắm thay, niệm chữ A-di dẹp lòng ta, rửa sạch tâm phàm nước mà hạ, nguyện về cực lạc bồng lai cảnh, không còn chim đắm cõi ta bà. Sydney Ngày 7 tháng 2 năm 2024, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.